Nhiều anh chị hỏi em rằng bơm hóa chất cho hệ thống lọc RO thì nên lựa chọn dòng bơm nào, thì đây là một lựa chọn tối ưu anh chị ạ. Đây là dòng bơm hóa chất dẫn động từ rất là mili, cực kỳ nhỏ anh chị nhé. Em đang thử hai con để cho anh chị xem, nó rất là nhỏ thôi. Và cái đây là dòng bơm hóa chất dẫn động từ cho nên nó không sử dụng phớt, vì vậy mà nó không bị rò rỉ hóa chất ra phần đầu trục, nó rất là an toàn khi mà mình sử dụng. Toàn bộ cái phần buồng bơm này thì đang vật liệu nhựa PP, nó có khả năng kháng rất là nhiều loại hóa chất. Anh chị có thể dùng bơm hóa chất NaOH, HCN, H2SO4 đều là lựa chọn tối ưu. Model của bơm là MP-10RM, thương hiệu của bơm là thương hiệu Optime và lưu lượng của nó đang đạt là 11 lít trên 1 phút. Đây ạ. Còn đây là cái lưu lượng, đây là lưu lượng mắc, còn cái lưu lượng giải của nó là 8 lít 1 phút anh chị nhé. Nó bơm cao được lên 1 mét và công suất của con này đang là bao nhiêu nhỉ? Công suất là 6W ạ. Công suất của con này là 6W. Nó nhỏ nhưng mà nó rất là có võ nhé. Sức hút của con bơm này cực kỳ là mạnh mẽ. Rất là nhiều anh chị đã sử dụng cái con bơm này để cho hệ thống lọc RO, và cái dòng bơm này thì giá rất là tốt. Nếu mà anh chị quan tâm về cái dòng bơm hóa chất trong hệ thống lọc RO thì vui lòng liên hệ với em sẽ tư vấn và báo giá.